Hai chồng đang ở trong chỗ quán ăn tối cả nhà ơi. Hôm nay ông xã đại vợ ăn lobster và thịt bò cả nhà ơi. Wow, cả nhà xem cái bát đó bên kia kìa. Bưng một lần một đống như vậy luôn. Wow, giỏi ghê. Nặng ơi nặng luôn á cả nhà. Họ mang thịt bò ra trước, xong rồi lát nữa họ mang lobster ra sau cả nhà ơi. Ông xã đang ăn thịt bò. It's good. Miếng thịt bò nhìn hộc đẹp chưa? Đây là dĩa của Nhung Hà nè. Đây tôm hùm tới rồi cả nhà ơi. Đó. Ola ola. Họ nướng xong rồi chấm bơ cả nhà ơi. Ooh yeah, tôm hùm Nhung Hà tới rồi cả nhà ơi. Ôi nhìn thằng trong ông xã chấm với bơ rồi nha. Dạ nha mình. Giờ Nhung Hà ăn đây cả nhà ơi. Tại vì là cái chỗ này á ồn ào quá nên là mình sẽ ăn đây rồi ông xã đang ăn bên kia rồi. Lá gì nhớn nhớn mắt vậy. Hello chào mọi người. Hôm nay gia đình mình không phải hai vợ chồng mình đang ở chỗ quán quán người Nhật cả nhà ơi, ở trong casino luôn. Để mình quay dần dần cho cả nhà xem nè. Ông xã thì anh ăn món này cả nhà ơi. Món gì? Có tôm với rau củ vậy thôi hả? Ôi dư rồi. Mời cả nhà ăn cơm chiên tôm hùm cùng Nhung Hà nhé. Sớm trong xã mở cả nhà ơi. Mình tưởng là lưu đồ ai giờ không phải nên là sớm ra chị ông xã. Họ nói là nguyên con tôm hùm ở trong cái tô cơm này luôn á. Cần không? Hả? Quên đi. Em nữa đi. Rồi bây giờ ăn thôi. Cả nhà biết cái tô nào bán gì không cả nhà? 53 đô là ăn tầm một chiều hai á cho cái tô cơm này nha. Cái ngon không mà thấy nó mắc nhiều. Mời cả nhà. Ngon cơm, công nhận cơm chiên ngon dễ sợ luôn á. Yeah, better. Trời, cái tâm tâm của họ làm á, cái cây nụ tươi rất là ngon, giống như là tôm hùm tươi vậy đó. Cái đầu này á, trang trí cái đầu đẹp á. Coi có thịt trong đây không, mà cái nguyên cái con tôm hùm không ạ?
ra căn sạn này không nhiều đó được rồi. Sân bay và bây giờ mình đi về đây cả nhà ơi. Đó, bị lên máy bay rồi. Xã Điền Chi, xã mình đang đi ở trước rồi nhỉ. Lại vào sân bay đi tới rồi bây giờ đi về. Chuẩn bị bay về nhà là làm một ly. What is it? Bia nhà ơi. Chuẩn bị về nhà vẫn uống bia. Ăn một ít cánh gà để về cả nhà ơi. Ông xã ăn gì bên đây? Cá chiên. Mà cả nhà ăn gà cay. Yeah, well, they did get that pass, but it got pretty good. But, yeah. Okay, well, and you're gonna do a dinner. Ăn gà cay ngon. What do you got planned? Nước sốt vừa đủ cay ngon. Cánh gà bên trong rất là mặn nước. Ngon đi. Yeah. Okay. All right. All right. Okay. Who's all coming there? All you. All your family? Okay. Yeah. Oh, today? Ông xã gọi cho các cô. She's probably bringing me under the weather. Yeah. Okay. Let's go, đi lên máy bay cả nhà ơi, đi về nhà thôi. Đi chơi mấy ngày nay rồi, bây giờ là đi về cả nhà. Trời lạnh cả nhà ơi, mà áo khoác vô cho xuống ở sân bay chỗ Evet là nó sẽ rất 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 là lạnh luôn.
ông xã đi vô trước rồi nè. Lát nữa trên máy bay á mình quay xuống ở đèn đèn á, ở trên Las Vegas cho cả nhà xem. Ui cái gì vậy? Merry Christmas. As soon as you do find your seat, please be mindful of those behind you. Step out of the aisle to let them pass. Please place smaller bags and backpacks under the seats in front of you and show them hard. Về nhà, về nhà. Đi chơi đã rồi cả nhà ơi. Mấy ngày luôn. Hạ cánh an toàn cả nhà ơi, về nhà thôi. Dẹp tới nhà rồi. Hello chica. Hello. Hello. Vui không? Chị về đó nè. Hello. Bà ấm vui, bà mừng, bà kêu hay nghe không? Đó, bên ngoài tuyết rơi đó cả nhà ơi. Ôi ôi coi nè. Đó, wow, đẹp chưa? Tuyết rơi nè. Mai sáng mình quay cho cả nhà xem. Còn bây giờ trời ơi, nó lạnh mà buồn ngủ quá trời luôn. Một giờ khuya rồi. Bye bye. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ nha cả nhà. Cả nhà ơi, đăng ký ủng hộ. Ui ơi, bà chị cả. Bà mừng á cả nhà ơi, tội nghiệp quá. Thả bà đi tới 2 ngày nên bà vui á. Thôi cảnh chúc cả nhà có một ngày vui vẻ nha cả nhà ơi. Tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ Nhung Hà với cả nhà. Bye bye. Nó đuối như con cá đuối rồi. Trời ơi, tóc tai phờ phạc luôn nè. Buồn ngủ nữa.